141天. Ngày 141. Bây giờ là cách nói: mấy hôm nay còn chưa kịp quét tước dọn dẹp gì đâu. 这几天还没来得及打扫收拾呢. Tả Xảo Sâu Sự Nơ Trời chỉ thiên hay mê lái đưa chí tá xảo sâu sự nơ. Trời chỉ thiên hay mê lái đưa chí tá xảo sâu sự nơ. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đâu có, chỉ biết nói một chút. Nà lì, chỉ huy su y điểm. Học tập lẫn nhau. Hù xiang xuế xí. Người bản địa Quế Lâm. Quê lín bẩn địa rấn. Nếu bạn thời gian dài lưu lại Việt Nam. Rú quá nỉ tráng sử chiên lưu tại Việt Nam. Tìm thấy hội quán tam thế rồi. Tráo tạo sang sự hội quả lợ. Đừng khách sáo với mình nữa. 不要再跟我客气了. 别再跟我客气了. Hai vị xin đợi chút. 两位请稍等. Chất lượng cũng không tệ. 质量也不错. Cà phê trà xanh và cappuccino. Lùi trà cà phê và cappuccino. Vị rất tốt, rất thơm. Vị đạo hẳn hảo, hẳn xiang. Chỉ lớn hơn mình 2 tuổi. Chỉ bí wo da 2 tuổi. Trước tiên đem tiếng Việt học tốt rồi hãy nói. Xin bá Việt Nam yu xue hào le zai shuo. Ngại quá, xin lỗi. 不好意思. Muộn chút gặp lại. 晚点见. Nhớ gọi điện thoại thông báo cho chị. 记得打电话通知我. Sớm đã quen rồi. 早就习惯了. Từ ngữ chuyên ngành. Chuyên nghiệp từ ngữ. Ở đâu, cư trú ở đâu? Tại nào trú? Chọn chuyên ngành tiếng Việt Nam. Chọn Việt Nam ngữ chuyên nghiệp. Giúp mình luyện tập. Bang wo lian xi.
lúc nào cũng hoan nghênh. Xuế sứ hoan ứng. Có kế hoạch gì, có sắp xếp gì? Yǒu shěn me an pái? Về sắp xếp phòng, dùng bổ ngữ xu hướng chỉ để biểu đạt người nói đang ở xa phòng. Hồi chú ý chỉnh lý phòng gian. Mấy hôm nay? Trời chỉ thiên. Chưa kịp quét dọn. Mấy lái tờ chí tá sáo sâu sử.